Alo, Alo, có phải chị Lo đó không? đúng rồi em ơi. Dạ, thì hôm nay mình có niềm muộn không Có chị? khi nào chưa nói xong dứt lời lấy hết tiền rồi. Alo, Chị cho em hôm nay có niềm muộn không chị? có khi nào em qua? Hay chị tưởng chị? Ok, ý là em muốn ai làm, hay nhân viên làm hay là chị làm? Ngày chị đâu cũng được, chị đâu cũng được. Chị thì em qua chỗ mới, địa chỉ mới giúp chị, 20 tầng A2 em ạ. Rồi ok em nha, 20 tầng A2 em nha. Ok. Chị thành chị xin. Sao mấy tháng rồi đúng không?
Ngồi đi khó khăn với liền.
Thank you.
Tình trạng là chỉ dễ ít đau đúng không? Ừ. Xem cho nó.